Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgcathu.vn, 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 gcathu.vn, shopgcathu có dấu hỏi .vn là đường link lừa đảo nhấp mã độc, các bạn để ý kỹ trước khi mua tài khoản nhé. Mỗi lần mình chơi support là mình luôn luôn tuân thủ quy tắc, đó là cố gắng hỗ trợ nhiều nhất, hạn chế ăn mạng. Đồ ôi lỡ tay thôi. Đấy là chỉ là lỡ tay thôi các bạn ạ. Được. Hảo hán. Các bạn, ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Crack và để xem vị tướng này leo danh như thế nào. Trong phiên bản hiện tại thì các bạn hãy cùng theo dõi. Không biết là các bạn đã chuẩn bị sẵn những cái lọ thuốc nhỏ mắt hay chưa, bởi vì là ngày hôm nay mình quẩy vị tướng Crack mà. Đối với vị tướng Crack này thì mình sẽ cố gắng làm sao thể hiện những cái pha highlight chứ không phải là những cái pha mù light nhá. Trước tiên là mình sẽ cần phải cố gắng dùng chiêu ai để kéo. Kéo nào. Ui trời ơi, ôi giời đất ơi, chưa gì đã có tình huống mù mắt rồi. Đấy, mù mắt là như vậy đấy. Đó chính là dùng chiêu 2 mà bị xịt nhá. Kỹ năng 2 của vị tướng Crack là kỹ năng khó nhất. Đó chính là kỹ năng định hướng các bạn ạ. Vậy nên là chúng ta sẽ cần phải căn thật chuẩn để có thể kéo thành công được 3 doom rồi. Bây giờ công việc còn lại của Natalia, nhưng mà mỗi tội Natalia không dồn chết được kìa. Quá đáng tiếc các bạn ạ. Yên tâm, mình sẽ cố gắng ở lại đứng giữa này để có thể gây sức ép cùng với Natalia nhá. Natalia ơi, bây giờ mình có chiêu 2 rồi nè. Bạn ơi, bây giờ bạn chỉ cần đứng gần mình thôi, mình sẽ cố gắng tận dụng chiêu 2 để kéo. Ui giời, kéo được chuẩn mà Natalia, chán chưa? Bạn này không hiểu ý một chút nào, Natalia vừa xong mải mê ăn cái con cua. Thôi anh Ryoma ơi, anh tha cho em cái, em còn vợ trẻ con thở nhà. À, từ từ. Bây giờ ấy, mình chờ chiêu 2, sau đó mình chiêu 2 tốc biến được vào trong trụ và úi giời ơi, không giết được Ryoma kìa. Có lo đâu, hay quá. May mắn là mình cũng có mạng hỗ trợ các bạn ạ. Vừa xong thì may mắn là Fallout tiêu diệt được Ryoma. Hiện tại thì mình mới đổi chỗ làm việc, vậy nên là các bạn có thể nghe qua nó khá là vang với cái căn phòng. Hiện tại mình đang làm việc ở cái căn phòng mà chưa có đồ đạc lắm và cũng chưa có những cái miếng dán tiêu âm ấy, dẫn tới một điều là cũng hơi bị vang. Vậy nên nếu như mà các bạn cảm thấy khó chịu quá thì mong các bạn thông cảm giúp mình nha. Mình sẽ cố gắng khắc phục. Ryoma bốc cười. Trời ơi, kiếm được 2 mạng hỗ trợ rồi. Mỗi lần mình chơi support là mình luôn luôn tuân thủ quy tắc, đó là cố gắng hỗ trợ nhiều nhất, hạn chế ăn mạng và hạn chế feed mạng. Đéo tin. Mình thuộc lòng rồi các bạn ạ. À, đấy là về lý thuyết mà thôi, còn thực hành được hay không mới là điều quan trọng nhá. Đồng đội ơi, zone đây này, zone cực kỳ thơm này. Mình ping tập hợp rồi mà không ai để ý. Thôi thì kích quạt chiêu cuối mút chùn chụt nhưng mà xịt mất rồi còn đâu. Lại một tình huống mù mắt nữa. Ôi tạm thời là tim địch gọi thêm cả. Ui ui, tha cho em gọi thêm dê đấy kia thì chịu đấy. Bản thân của mình không còn quá nhiều máu, mình còn đúng một cục máu mà thôi. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại để có thể kéo thẳng vào zone nhá. Zone này thì zone đi đâu zone ơi, zone bị trụ bắn kìa, zone bị trụ bắn. Thế là mình có được một mạng rồi. Việc nhẹ lưng cao. Trận đấu ngày hôm nay rất là may mắn khi mà mình đối đầu với zone. Crack mà gặp zone ý, thì zone chắc chắn là tắt điện rồi. Bởi vì như các bạn biết thì zone nó sấy nội tại vô tận tên thì nó sẽ cần phải đứng im tại chỗ để sấy nội tại vô tận tên. Và khi mà zone đứng yên tại chỗ để sấy nội tại vô tận tên thì cũng tạo điều kiện giúp cho Crack của chúng ta có thể dễ dàng kéo hơn.
Và trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng tận dụng cái điều đó để có thể là hành Zone nhá. Mình thấy qua Zone bây giờ cũng khá là xanh, Zone được 3 mạng rồi cơ. Nhưng mà thôi không sao, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhử. Mình hiện tại mình còn xanh hơn cả Caffeine đây này. Vừa sau ăn một mạng là mình tự làm nhá. Có làm thì mình có ăn các bạn ạ, chứ không phải là mình KS của đồng đội đâu. Bây giờ tiếp tục là mình ra mình hỗ trợ cho Natalia này. Chiêu 2 thật là chuẩn để có thể kéo nhá. Kéo này, thế là ba đúng bốc cơ rồi, lỡ tay thôi. Đấy là chỉ là lỡ tay thôi các bạn ạ. Bây giờ thêm cả Zone lẫn cả Ryoma mình cần phải chờ cho chiêu 2, nhưng mỗi tuần nó gọi thêm Duy. Thôi kệ, dùng chiêu 2 để có thể kéo đối phương, chỉ cần căn thật là chuẩn. Nào, chiêu 2 kéo Zone. Ui đồi, mù mắt quá. Không sao, giúp cho đối phương lên cao đi. Bây giờ mình có chiêu cuối, đầu tư tốc biến. Thế này thì một bé ra đi lại lỡ tay rồi, cái tay hư đốn. Không thể tin nổi các bạn ạ. Mình ăn được 3 mạng rồi. Thế là mình sử dụng kỹ năng thôi, chứ mình đâu có muốn KS đâu. Chứ còn nếu như mà mình ăn nhiều mạng thì mình sẽ lên full phép chẳng hạn. Nhưng mà trận đấu ngày nay thì mình sẽ không lựa chọn những trang bị full phép đâu. Thường thường Garak mà lên full phép là một kéo một mạng, đấy là chuyện hết sức bình thường nhá. Nhưng mà thôi, ngày nay mình sẽ chơi theo phong cách tử tế, bởi vì team mình không có đỡ đòn. Team mình là không có các vị tướng đỡ đòn đâu. Này thì Duy chắc chắn là phải lên bảy điểm số chứ chạy làm sao được. Mình xin mạng hỗ trợ cũng được nhá. Ồ không, đập đi. Đấy, team mình căn bản là không có các vị tướng cứng cáp, vậy nên là mình cần phải lên full tank thôi. Và lối lên trang bị thì mình sẽ lên đồ như sau. Vừa xong thì Caffeine có chửi mình các bạn ạ, bởi vì là Caffeine thấy mình đi ganh nhiều quá, đi đảo đường ghê quá. Nhưng mà bây giờ chỉ cần Caffeine ôm trụ thôi, bởi vì Caffeine là chất tướng late game mà. Ôm trụ chút, sau đó để cho mình đi ganh, giúp cho đồng đội của mình xanh thì cũng hợp lý. Từ từ Caffeine. Trời ơi, để mình ra bảo kê bàn cho. Caffeine nóng vội quá. Bây giờ cố gắng thả thính giữ chân hai, mục tiêu là nhắc kéo. Này thì ba đùm đi đâu. Natalia team mình cũng gần đang chuẩn bị tiếp cận giao tranh rồi. Chỉ cần đồng đội của mình tới thôi, Ryoma lẫn cả ba đùm bị quay rồi. Kéo luôn ba đùm này. Ba đùm đi đâu. Natalia cố gắng xử lý đi. Đấy, thế là mình lại có mạng hỗ trợ luôn. Trong khoảng thời gian này mình sẽ trình bày cho tất cả các bạn qua về video dành cho vị tướng Crack nhá. Trang bị đầu tiên sẽ là trang bị hóa giải khống chế, bởi vì team địch ấy cũng có một vài khống chế vô cùng khó chịu nhá. Vậy nên là mình sẽ lên hóa giải khống chế trước đã. Từ từ, đang có Zone, dùng chiêu 2 kéo được Zone rồi, đồng đội đâu ăn hôi thôi. Thế là Zone hy sinh. Chỉ cần kéo trúng một cái thôi, đồng đội chắc chắn sẽ có mạng. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp mình, khi mà chưa bị tướng Crack đừng có kéo bừa bãi. Chúng ta kéo thì phải có những người đồng đội ở bên cạnh thì các bạn mới được kéo nhá. Chứ còn ví dụ như bây giờ có một mình các bạn với tướng địch, các bạn kéo xong các bạn làm gì gây được sát thương đâu. Vậy nên nếu như mà dùng chiêu 2 thì cần phải có những người đồng đội, để khi mà kéo được phát đồng đội của chúng ta ăn hồi. Bây giờ mình sẽ dùng chiêu 2 thật chuẩn nhá. Căn bản kéo thẳng vào Duy này. Duy này đấy, Ngộ Không đi thấy sởi ơi, có mạng hỗ trợ. Đấy, vừa xong là có Ngộ Không đứng bên cạnh mình dùng chiêu 2 kéo Duy thẳng một phát thôi là mình có mạng hỗ trợ luôn. Chứ còn bây giờ có một mình với Duy chẳng hạn, mình kéo thì cũng chẳng giết được Duy đâu. Tiếp tục là dùng chiêu 2 tật chuẩn để có thể căn kéo thẳng vào Zone này. Zone đi đâu rồi, bách phép bách chúng là đây chứ đâu. Và Zone chắc chắn lên bảy điểm số thôi. Tuần nào Ryoma nóng tính nó vừa phải thôi. Mình trâu như thế này cơ mà. Quên mất đấy, tiếp tục là trình bày qua về video. Sau trang bị hóa giải khống chế mình sẽ lên đó là giày kiên cường, rồi đến giáp Gea, sau đó là khiên tức truyền, giáp thống khổ, trang bị cuối cùng sẽ là trang bị huân chứng Choi. Các bạn thấy qua một cái build đồ này vô cùng khó chịu nhá. Một cái build đồ giúp cho mình cực kỳ cứng cáp. Bây giờ là mình chưa lên được quá nhiều đồ đâu, nhưng vạch máu của mình nó rất là dày rồi. Thường thường thì Garak thì các bạn cần phải dùng chiêu 2 trước này. Cứ phải dùng chiêu 2 trước. Khi mà dùng chiêu 2 mà kéo được chủ đối phương rồi là các bạn rộng chiêu 1, sau đó kích quạt chiêu cuối để mút chùn chụt. Hãy cố gắng làm sao kích quạt chiêu cuối chúng được càng nhiều tướng địch càng tốt, như vậy các bạn sẽ khống chế vô cùng khó chịu. Và các bạn có thể sử dụng cái combo chiêu cuối tốc biến giống như cái lúc đầu mình cũng đã sử dụng tình huống cho mọi người xem. Natalia chạy ra chỗ này, chạy ra chỗ mình đây này. Đấy, để cho mình bảo kê bạn cho. Yên tâm, bây giờ team địch bắt mình đi. Úp mình làm cái gì ba đùm ơi. Ba đùm vừa xong phí chiêu cuối dã man. Úp mình làm cái gì, có giết được mình đâu. Bây giờ cứ xâm nhập vào rừng team địch nhá, để gây sức ép. Mình cần những người đồng đội của mình hỗ trợ. Ui ôi, đồng thế team địch cũng đông. Chiếm em đi, mút chùn chùn tốc biến lên. Không chế được Zone rồi. Và Zone chắc chắn lên về điểm số. Trận đấu này thì mình sẽ quan tâm đặc biệt đến Zone này, quan tâm đến Duy này, quan tâm đến các vị tướng máu giấy. Và cái chiêu cuối luôn luôn phải hướng tới các vị tướng chủ lực đấy nhá. Thêm được Ryoma này, Ryoma bốc hơi. Đấy, việc nhẹ lưng cao của các vị tướng xạ thủ như Caffeine chỉ việc đi cạnh mình thôi là có mạng ngay. Chỉ cần mình kéo mình khống chế một cái, coi như là dâng mạng đến tận miệng cho đồng đội rồi. Bây giờ sẽ là quãng thời gian thì mình sẽ cần phải ép trụ nha, lấy đường lính xu cấp các bạn ạ. Chờ lính thôi. Nhìn ba đùm cứng cáp dã man.
Mình cứ để cho tim mình gấu rỉa đi, sau đó dùng cho ai kéo cái quạt chuột cuối mút chùn chùn và ba đùm chắc chắn bốc cười. Ôi khổ thân Natalia, bây giờ mình sẽ trở thành bao cát đỡ đạn, ngộ không tim mình tới vết máng rồi. Chờ chiêu 2, dùng chiêu 2 kéo luôn Zone và chắc chắn Zone bốc cười thêm cả Zone này. Cafani bắn đi, hay quá bạn ơi, nhưng mà Cafani bốc cười còn đâu. Thôi thì mình hỗ trợ cho Fallon để có thể tiêu diệt Ryoma nhá. Kéo tiếp Ryoma và Ryoma bốc cười. Sợ quá, vừa xong Fallon còn phun hoa xịt cơ. Ngủ mắt thật sự ạ. Việc của mình bây giờ sẽ là cần phải đẩy lính thật là nhanh để cho Fallon ép trụ nha. Đấy, Fallon là lấy được xong cái trụ đường trên rồi. Fallon di chuyển ra đường giữa mà ép nốt đi này. Mình đẩy lính xong, sau đó mình sẽ di chuyển xuống đường dưới để tiếp tục dọn lính cho Fallon tha hồ mà lấy trụ. Ok, vậy là team mình chính thức có được 2 đường lính siêu cấp rồi. Khi mà có được 2 đường lính siêu cấp là dễ dàng quẩy hơn. Cafani kêu win sớm thì cứ từ từ. Bây giờ team địch hồi sinh hết rồi, đâu phải là thích combat là combat được đâu. Đấy, team địch bắt đầu vào trích rừng ở đây này. Fallon ơi, cẩn thận Fallon ơi. Fallon bị úp sọt rồi còn đâu. Mình sẽ ở lại để hóa giải khống chế cho bạn anh nhá. Hóa giải khống chế rồi. Về đi múa cái gì nữa, trời ơi, còn cố gắng thể hiện à. Fallon này là Fallon không có người yêu rồi các bạn ơi. Chứ còn Fallon mà có người yêu chắc là quẩy ghê lắm. Hiện tại thì mình thiếu người nhá. Nhưng mà kệ đi, mục tiêu của mình là Zê, tốc biến lên kéo. Zê này đi đâu, bắt được mục tiêu chủ lực rồi và Zê bốc cười. Đấy, chỉ cần bắt được mục tiêu chủ lực thôi. Omen team địch thì đang đi lẻ. Mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là Zone các bạn ạ. Phải chờ cho Zone sấy nội tại vô tận tên thì mình mới kéo được chuẩn. Kéo được Zone rồi, sấy nội tại với chúng tôi này. Ấy, Zone kia, Cafani hay quá. Và Banum cũng bốc cười. Vừa xong các bạn nhìn thấy qua là Zone ấy đứng để có thể sấy nội tại và mình dùng chiêu 2 Zone không chạy được luôn. Đấy, vậy nên là khi mà các bạn nhìn thấy Zone của team địch là các bạn cần phải pick ngay Grack nhá để có thể khắc chế. Ok, bây giờ chờ lính lên thôi, nhưng mà team địch cũng bắt đầu hồi sinh dần ra rồi. Rất khó để ép trận đấu, nhưng mà kệ. Mục tiêu của mình sẽ là Duy, cố gắng kéo Duy phát can thật là chuẩn nhá. Sau đó kéo, úi mù mắt vào đây, mút được Omen rồi và Omen bốc cười. Chiêu cuối phải khống chế như vậy nó mới khó chịu các bạn ạ. Natalia đánh thấp tôi bạn ơi. Tôi từ từ để mình ra mình bảo kê bạn. Múc mình làm cái gì ba đúng. Kéo luôn. Zone nè. Nhưng mà ôi sao xin vĩnh biệt cụ luôn. Mình làm hết rồi đấy. Bây giờ chỉ có đồng đội của mình quẩy nốt thôi. Mình thấy qua Cafani team mình là cực kỳ mạnh rồi. Khả năng cao team mình có thể kết thúc được trận đấu vào thời điểm này. Ui Cafani chết tôi còn đầu. Chờ tân lính tiếp theo nhá. Fallon mà không phá được nhà nó thì chịu đấy. Khi mà team địch chỉ còn một mình Duy thêm cả ngộ không. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye, bye bye người.